Quý vị và các bạn đang theo dõi một đoạn clip mà chúng tôi ghi nhận lại từ mạng xã hội Và theo nội dung trong đoạn clip quay lúc trời tối Thì người đàn ông trung tuổi cởi trần đánh và chửi một bé gái thậm tệ à, Lúc này hai bé khác nhỏ hơn ngồi cạnh bé bị đánh và khóc lóc xin tha Nhưng người đàn ông vẫn không dùng và lớn tiếng chửi, à, chửi bới Sự việc trên xảy ra vào ban đêm tại thôn Đồng Bản, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Và ngay sau khi câu chuyện này được đăng tải trên mạng xã hội Thì đã thu hút sự quan tâm và chú ý của nhiều người trong đó mọi người đều lên án hành động đánh cháu bé của người đàn ông trong đoạn clip ngay sau đó thì lãnh đạo ủy ban nhân dân xã đồng thái đã nắm được thông tin về đoạn clip và đang tiến hành xác minh làm rõ cụ thể vụ việc và qua xác định ban đầu vụ việc là bố bảo hành con nhiều tài khoản facebook liên tục tỏ ra bức xúc và kêu gọi tìm bằng được người thanh niên bảo hành những đứa trẻ trên để dằn mặt Theo đó, ông Phùng Quốc Nam, trưởng công an xã Đồng Thái, quá trình xác minh vụ việc trên cơ quan chức năng cho là xảy ra ở một gia đình trú tại địa phương. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đến làm việc với gia đình thì không gặp được ai. Cơ quan công an đang cố gắng liên lạc với anh này để làm việc. Là người bị đánh trong video được đưa lên mạng xã hội thì cháu gái sinh năm 2003, là con gái người đàn ông trong clip cho hay. Sự việc xảy ra vào tối 22 tháng 12. Hôm đó, chiếc xe đạp điện của em gặp sự cố nên em về nhà muộn và không kịp nấu cơm. Em kể lại rằng, khi về đến nhà cháu bị bố tát vào mặt dùng chân đá vào đầu các em cháu chỉ biết khóc nức nở và van xin bị đạp vào bụng cháu đau quá nên ngã xuống thì bố dùng khuỷu tay dán vào lưng rồi bố đuổi ba chị em cháu ra ngoài nên chúng cháu đi đến nhà bà ngoại bé gái cho biết cả ba chị em thường xuyên bị bố đánh đập theo mẹ cháu vì lý do kinh tế nên chị phải đi làm xa nhà ba bốn năm nay chồng chị cũng thường xuyên đánh đập chị và các con nhưng chị cùng bọn trẻ chỉ biết chịu đựng